Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì trong video clip trước thì tôi và quý vị chúng ta đã cùng nhau là khui thùng cũng như là đánh giá nhanh chiếc Acoustic Arc Power 2. Thì trong video clip lần này chúng ta hãy cùng nhau là set up nó vào trong hệ thống của Công Audio và chúng ta hãy cùng nhau là trải nghiệm âm nhạc. Thì trước khi nghe nhạc thì chúng ta hãy cùng nhau là tìm hiểu về các thành phần có trong phối ghép ngày hôm nay nhé. Và đôi loa ở trong phối ghép hôm nay được Công Audio lựa chọn đó là đôi Estelon X Diamond. Thì đây là một dòng sản phẩm có thể nói là cận cao cấp của thương hiệu Estelon. Và nó sở hữu một cái thiết kế iconic đặc trưng của thương hiệu này, với các cái đường nét bo tròn, mềm mại. Và âm thanh của Estelon X Diamond được hãng hướng tới đó là sự tự nhiên, trong trẻo và rất là sống động. Thì những cái điều này nó tới từ cái phần thùng loa được làm với cái công nghệ độc quyền từ đá cẩm thạch, và cái với vật liệu sử dụng đá cẩm thạch kết hợp cùng những cái vật liệu được hãng giữ bí quyết riêng cho mình, thì nó sẽ tạo hình ra cho chúng ta được một đôi loa nó rất là mềm mại về thiết kế này, và nó sở hữu được một cái lớp vỏ rất là bóng bẩy và đẹp mắt. Thì cái phiên bản mà tôi đang có tại showroom Công Audio nó sở hữu một cái màu đen gọi là đen ngọc trai bóng, rất là đẹp mắt, phù hợp với tất cả những cái không gian nội thất của chúng ta. Và cái hệ thống driver ở trên đôi Estelon X Diamond này thì nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc là nó thể hiện âm thanh như thế nào. Thì đây là những cái driver được sử dụng của thương hiệu Acouton. Và phía bên trên này chúng ta sẽ có một cái driver gốm được phụ trách cái giải mid-range, và với cái kích thước là 7 inch. Và phía bên dưới này chúng ta sẽ có một cái twister, và đặc biệt đó là twister diamond, và nó sẽ mang tới cho chúng ta một cái giải cao lên tới là 40 kHz, vượt qua cái ngưỡng nghe của tai của chúng ta, nhưng nó vẫn đảm bảo được một cái sự mềm mại, một cái sự mượt mà và trong trẻo. Và phía bên dưới này chúng ta sẽ có một driver bass có kích thước là 11 inch, và nó cũng sử dụng cái màng gốm. Và phía bên ngoài chúng ta sẽ có một cái lớp căng sắt để bảo vệ cho cái màng gốm này. Và với việc thiết kế driver đặt sát mặt sàn như thế này, nó sẽ đảm bảo cho chúng ta có một cái giải bass rất là mạnh mẽ, uy lực và lan tỏa tốt trong không gian. Và hệ thống nguồn phát thì chúng tôi quyết định lựa chọn sử dụng nhạc số, và sản phẩm ngày hôm nay đó là chiếc MSB Technology với tên gọi là The Refident DAC. Chiếc DAC tính đến thời điểm này đó là chiếc DAC nhì bảng của thương hiệu MSB. Và đây là một chiếc DAC đi tiên phong trong công nghệ sử dụng công nghệ là bậc thang điện trở. Nó sẽ giúp chúng ta là giải mã những cái file nhạc số dưới một cái định dạng gốc, mà mang lại cho chúng ta một cái sự chi tiết này, cũng như là giữ nguyên vẹn cái tinh thần của cái file nhạc đó. Và rõ ràng rồi, nhân vật chính của chúng ta trong video clip ngày hôm nay đó tiếp tục là chiếc Acoustic Arc Power 2, chiếc âm ly tích hợp rất là mới của Acoustic Arc. Và rõ ràng quý vị có thể thấy rằng là đôi Estelon X Diamond này nó sở hữu những cái driver rất là lớn. Bởi vậy mà chiếc âm ly để phối hợp cùng nó cũng phải là một chiếc âm ly sở hữu một cái khả năng là kiểm soát loa rất là tốt. Và với cái độ nhạy là 88 dB cho đôi loa này, thì một chiếc âm ly có công suất tốt chắc chắn sẽ là một lợi thế. Và đối với Acoustic Arc Power 2 thì với cái công suất là 260W một kênh tại 4 ohm, thì tôi tin rằng nó đủ khả năng để chúng ta có thể là kiểm soát rất là tốt đối Estelon X Diamond này. Và cái chỉ số damping factor cũng như là signal to noise của chiếc Acoustic Arc Power 2 này cũng ở mức rất là tốt trong cái phân khúc của nó. Thì chúng ta hãy cùng nhau là thưởng thức xem là cái âm nhạc cũng như là cái độ tĩnh, cái độ động của cái âm thanh phát ra từ cặp loa Estelon X Diamond này nó sẽ tuyệt vời và sống động như nào nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau là thưởng thức một track nhạc với cái tên gọi là Matsuri của nghệ sĩ Kitaro. Đây là một track nhạc sử dụng cái trống Nagado Daiko, thường được sử dụng trong cái khu đền thờ của Nhật Bản. Nó mang lại một cái âm thanh rất là vang vọng, mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau là thưởng thức cái track nhạc này nhé. Thank you.
loa Estelon X Diamond kết hợp cùng chiếc âm ly Acoustic Art Power 2 cùng với cả nguồn phát MSP Technology thì đang được trình diễn tại showroom của Công Audio tại số 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thì quý vị có nhu cầu thưởng thức trực tiếp thì xin mời quý vị tới với showroom của chúng tôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau là dành thêm thời gian để thưởng thức một vài cái track nhạc phát ra từ hệ thống này. Thì sẽ là một track nhạc vocal nhẹ nhàng cũng như là một bài nhạc cổ điển hùng hồn để chúng ta cùng nhau là cảm nhận được cái sự hoành tráng, cái sự đa dạng về cách thể hiện của hệ thống này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video clip tiếp theo. When November rhythm starts to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending. Breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay.